hướng dẫn các bạn cài đặt cái danh sách liên kết, hướng dẫn các bạn cài đặt danh sách liên kết. Thì như chúng ta cái danh sách liên kết á, hôm bữa chúng ta học cái bài về danh sách liên kết, thì hôm nay chúng ta học cái phần về cài đặt về danh sách liên kết. Thì chúng ta sẽ cài đặt trên danh sách liên kết mà dạng đơn giản nhất là danh sách liên kết, mà danh sách liên kết trên gọi là trên trên cây á, không phải danh sách liên kết trên các số nguyên á ha, danh sách liên kết trên các số nguyên. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ coi các bước mà chúng ta cần phải thực hiện cái việc danh sách liên kết nó là gì. Đấy. Thì như bữa tôi nói ha, chúng ta sẽ có những cái bước. Đầu tiên là chúng ta phải khai báo cái cấu trúc nó, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có những cái bước sau. Đầu tiên chúng ta phải khai báo cái cấu trúc nó ha. Khai báo cái cấu trúc nó. Đó. Rồi, sau đó chúng ta phải gọi là khai báo cái cấu trúc dữ liệu, đúng không? Đấy, khai báo cái cấu trúc dữ liệu. Rồi, sau đó chúng ta sẽ viết những cái hàm. Viết những cái đây chúng ta khai báo cái cấu trúc rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết những cái hàm. Thứ hai, cái tiếp theo chúng ta viết cái hàm là hàm hàm khởi tạo, hàm khởi tạo, hàm khởi tạo, hàm khởi tạo. Rồi thứ hai là chúng ta viết cái hàm là hàm chuyển một một cái info, chuyển info, hàm chuyển info thành một cái nút, đúng không? Hàm chuyển info thành nút. Hàm chuyển info thành nút. Rồi cái tiếp là chúng ta viết cái hàm là hàm thêm, thêm vào dữ liệu, thêm vào dữ liệu. Và tiếp theo là chúng ta sẽ viết cái hàm là hàm duyệt, duyệt, duyệt. Giờ đây mình là duyệt danh sách, đúng không? Viết cái hàm duyệt danh sách. Đấy. Và cái cuối cùng là chúng ta viết cái hàm là hàm xóa, đúng không? Xóa. Đấy. Có thêm thì có xóa. Đấy. Rồi. Thì chúng ta sẽ viết chủ yếu viết 7 cái hàm chính này, thì từ những cái hàm này chúng ta sẽ làm được những cái loại hàm khác cũng được. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng cái hàm. Đầu tiên là chúng ta khai báo cái cấu trúc NOT. Thì như tôi đã nói với các bạn ha, thì cái NOT của mình á, thì cái NOT của mình nó sẽ gồm có hai thành phần. Đấy, như trong bài học lý thuyết của mình nói, cái NOT của mình nó sẽ gồm có hai thành phần là thành phần info và thành phần next, đúng không? Thì do đó đây chúng ta sẽ khai báo cái cấu trúc NOT này. Đây cái cấu trúc NOT, khai báo cấu trúc NOT. Thì cái cấu trúc NOT này nó sẽ gồm có hai cái thành phần là thành phần info, thành phần info, và cái thứ hai là thành phần next, đúng không? Cái thứ hai là thành phần next. Đấy. Rồi. Thì cái next này nó sẽ cho mình biết cái địa chỉ của cái nút kế tiếp ha. Cái next này cho mình biết, thì đây mình cấu trúc đây. Ở đây mình đang làm trên là danh sách số nguyên, nên đây mình kiểu integer. Ở thí dụ như các bạn làm kiểu số thực, thì ở đây nó sẽ là float, info, ở đây cái tên thôi, tên gì cũng được. Và ví dụ như các bạn có một cái cấu trúc, tôi nói ví dụ đây các bạn có một cái cấu trúc sinh viên đi, ví dụ như các bạn khai báo một cái cấu trúc sinh viên như thế này, struct, struct sinh viên, đúng không? Khai báo cấu trúc sinh viên, thì ví dụ như nó gồm có họ tên, cha, đúng không? Họ tên 50 ví dụ vậy, họ tên, rồi mình có năm sinh, in năm sinh, năm sinh đó. Rồi ví dụ mình có mã số sinh viên đó, cha, mã số sinh viên, ví dụ 10 đi đó. Rồi điểm trung bình đấy, float điểm trung bình. Ví dụ như tôi có một cái cấu trúc sinh viên như thế này, thì khi có cái not của tôi, cái thành phần này nó sẽ là tương ứng, nó sẽ là nó không phải là in nữa, mà nó sẽ là gì, nó sẽ là gì, nó sẽ là sinh viên, đúng không? Sinh viên, nó sẽ kiểu kiểu SV do mình đặt tả đây, info. Thì khi đó ví dụ như mình có B là một cái nút nè, ví dụ như mình có B là một cái nút mà B mà gọi đến cái thằng info, gọi đến cái thằng info. Trong trường hợp mà B của mình nó là cái nút mà kiểu sinh viên đó, đúng không? Thì khi đó mình có, thí dụ như mình khai báo cái nút B như thế này, nó sao B ha. Đấy, mình khai báo cái nút B như thế này, đúng không? Và khi đó bây giờ tôi muốn gọi đến cái thành phần info của nó, thì tôi là B info, đúng không? Đấy, thì nó sẽ ra cái giá, nếu trong trường hợp số nguyên thì nó sẽ ra giá trị của nó, chữ số thật thì ra giá trị thật của nó. Còn nếu mà trường hợp mà cái kiểu SV sinh viên này, đúng không, thì B info thì nó sẽ là gì, nó sẽ trỏ đến cái cấu trúc này, nó trỏ đến cấu trúc này, thì tôi muốn
gọi tiếp cái gì nữa thì tôi chấm cái đó tiếp. Ví dụ tôi muốn gọi đến họ tên thì chấm họ tên. Tôi muốn gọi đến điểm trung bình thì tôi chấm điểm trung bình. Thì các bạn lưu ý chỗ này. Rồi. Thì đây chúng mình khai báo cái cấu trúc nốt. Ở đây mình khai báo cái cấu trúc nốt nó là như thế. Mình khai báo cái cấu trúc nốt. Rồi, sau đó chúng ta khai báo đến cấu trúc danh sách liên kết. Thì cái đó là cấu trúc list. Thì cái list của mình thì nó gồm có hai đầu. Một cái list của mình nó gồm có hai đầu. Cái đầu là thì nó gồm có cái đầu và cái đuôi, có hai đầu, cái đầu và cái đuôi. Đấy, thì khi mà cái đầu đó thì chúng ta sẽ là một cái lưu là cái địa chỉ của nút đầu và lưu là cái địa chỉ nút đuôi, thì mình sẽ có là bh và btem để lưu lại cái địa chỉ nút đầu và địa chỉ nút đuôi. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết những cái hàm. Ở đây chúng ta khai báo cấu trúc node rồi ha, cấu trúc dữ liệu ở đây rồi. Bây giờ chúng ta viết một số cái hàm. Một số cái hàm đây, ví dụ như chúng ta viết cái hàm hàm khởi tạo, hàm chuyển info thành node ha. Thì chúng ta sẽ có hàm khởi tạo, hàm khởi tạo đây. Thì tức là ở đây chúng ta có danh sách L, chúng ta khởi tạo danh sách L đó thôi. Đúng không? Khởi tạo danh sách L. Rồi sau đó chúng ta sẽ viết cái hàm tạo node. Là nó biến một cái dữ liệu, biến cái dữ liệu X, biến dữ liệu X. Mình nhập một cái dữ liệu X vào thì nó sẽ biến dữ liệu đó thành cái nút ha. Đấy, tức là nó sẽ biến cái dữ liệu X thành cái nút. Tức là như thế này. Nhắc lại thôi, cái bài này bữa trong lý thuyết mình học rồi á ha. Đấy. Tức là mình từ từ một cái dữ liệu X này, đúng không? Từ cái dữ liệu X này, tôi sẽ biến nó thành một cái nút. Một cái nút nó như thế này. Tôi sẽ biến nó thành cái nút như thế này. Đây thì bên trong này đó là info, và bên ngoài này nó sẽ là một cái nút, để nó chỉ đến cái next đây, để info, và đây là cái next, cái next này nó chỉ chọn đến null, nên chọn đến null, thì từ cái nút này, tôi biến nó thành là thành một cái node như thế này, đấy, ha, đấy, tôi viết cái hàm get node như thế, rồi. Rồi sau đó là viết cái hàm s ha, hàm s. Rồi bây giờ tôi sẽ viết trước hai cái hàm này nhá. Tôi sẽ viết trước hai cái hàm này. Tôi sẽ viết trước hai cái hàm này. Viết trước hai hàm này. Đấy, viết trước hai hàm đó nhá. Rồi ở đây hàm main thôi mình coi. Rồi thì đầu tiên là cái hàm red node nè. Cái hàm red node tôi đá xuống đây cho nó đi chung. Đây cái hàm red node. Thì đầu tiên các bạn phải tạo ra cái nút, một cái nút, mình phải tạo ra cái nút để mình để làm gì, để mà mình lưu trữ cái dữ liệu của mình. Lưu trữ đây thì mình gõ sao bằng new node, ở đây là con trỏ đúng không, mình dùng toán tử new để khởi tạo con trỏ mới. Thì trong trường hợp mà b bằng null thì nó sẽ báo chúng ta là hết bộ nhớ, if b bằng null hết bộ nhớ. Đấy, rồi mình hãy return ngay về null luôn, ở đây cũng được, return về null. Ở trong sách thì chúng ta trong tài liệu lý thuyết chúng ta thấy đó là chúng ta CR rồi hết bộ nhớ rồi mình exit vậy ha, ví dụ exit exit ở đây thì mình return mình null luôn. Đấy. Rồi sau đó mình gán b info của mình bằng x, b info của mình bằng x, rồi sau đó mình gán tiếp b next bằng null, b next bằng null. Đấy. Rồi mình return về b, đây cái hàm red node. Đấy. Đây thì cái này thì bữa tôi có giải thích các bạn rồi. Đấy, tôi không. Ở đây mình chỉ viết thôi. Đấy, x b bằng null. Rồi. Sau đó mình có cái hàm khởi tạo, hàm khởi tạo. Thì hàm khởi tạo thì ban đầu là danh sách cái đầu cái đuôi nó là rỗng hết đó, cái đầu cái đuôi nó rỗng nên mình sẽ có là chỉ vào rỗng, head bằng null và tail bằng null. Đấy ha. Đấy thì mình sẽ có cái hàm khởi tạo như thế. Rồi, sau đó bây giờ mình viết tiếp cái hàm gọi hàm thêm, hàm thêm. Hàm thêm một phần tử vào như thế nào. Đấy, hàm thêm một phần tử vào như thế nào. Thì các bạn coi đây, ví dụ tôi viết cái hàm thêm ha. Hàm thêm add head, thêm node b vào đầu danh sách. Đó là ví dụ như tôi viết cái hàm thêm đi, hàm thêm đầu. Đây tôi viết cái hàm thêm đầu nha. Rồi, ví dụ như tôi viết cái hàm thêm đầu, ví dụ tôi có danh sách L, tôi thêm b vào đầu danh sách. Tôi thêm b vào đầu danh sách. Thì tôi thêm như thế nào. Đây. Thì tôi thêm như thế nào đây. Đây thì tôi gõ cái hàm add head ha, add head. Rồi, nó sau b, nó sau b tức là tôi thêm b này vào đầu danh sách L. Rồi if l.b head bằng null.
xl.ph bằng null. xl.ph bằng null thì tức là gì? Tức là danh sách mình danh sách rỗng ha. Danh sách ban đầu mình danh sách rỗng thì mình gán hai này bằng b hết, đúng không? Cho hai này chuyển vào b hết. Ha. Đấy, nếu với trường hợp rỗng thì mình đơn giản mình cho chuyển vào b. Còn trường hợp mà nó khác rỗng, trường hợp nó khác rỗng thì là mình làm sao? Thì mình lấy cái thằng next b, next này, thằng b next này đang trỏ vào null đúng không? Đây tức là như thế này đây. Đây là giả sử như đây mình đây là thằng b của mình nhá. Đây là thằng b của mình đây. Đúng không? Đấy, đây là thằng b, con trỏ b của mình đây. Và đây là cái danh sách l của mình. Đây là danh sách l của mình. Để tôi chỉnh cái nét cho nó bóng bóng lại chút. Đây là danh sách l của mình. Đấy, danh sách l của mình. Nó rồi thằng này đang chỉ vào đây ha, rồi thằng này đang chỉ vào đây ha, rồi bh thì đang chỉ vào đây ha, bh thì đang chỉ vào đây ha, và btel thì đang chỉ vào thằng đuôi này ha, bh thì đang chỉ vào đây ha, btel thì đang chỉ vào đây. Cái chỗ này nó vẽ nó mất nét rồi ha, thằng này đang chỉ vào null, này đang chỉ vào null rồi. Rồi thì bây giờ mình muốn b gắn vào cái danh sách l này đúng không, thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mình lấy b next nè, b next đây đúng không, đang chỉ vào null thì mình chỉ vào b l chấm chỉ vào head đây đúng không, thì tức là tại sao, tức là mình xóa cái nút này đi đúng không, xóa cái next này đi rồi rồi sau đó mình cho thằng này chỉ vào đây mình cho mình chỉ vào đây thì cái động tác này nó là gì? Thì cái động tác này nó chính là b next bằng l chấm bh. B next bằng l chấm bh. Rồi sau đó cái thằng bh này, cái thằng bh này nó đang trỏ vào cái thằng này đúng không, thì mình chỉnh nó lại, đừng cho này trỏ vào đây nữa mà mình cho thằng này nó trỏ vào đây. Đã mình cắt cái nút này đi thì khi đó mình sẽ cắt được cái nút này đi. Đúng không? Đấy thì khi đó các bạn đọc danh sách không phải là bh b ở đây thì có phải này nó được chèn vào đầu rồi không? Đấy thì ở đây là khi đó nó sẽ l.bh bằng b, thì đây chính là cái thao tác sh của mình. Đây là chính là cái thao tác sh của mình. Ok. Đấy thì ở đây chúng ta đã biết được cái hàm rồi, là cái hàm rồi là những cái hàm rồi là red not init sh ha. Rồi bây giờ tôi sẽ viết cái hàm main để chạy ba cái hàm này. Tôi sẽ viết cái hàm main để chạy ba cái hàm này. Thì bây giờ mình sẽ nhập vô cái danh sách của mình như thế nào. Bây giờ mình nhập cái danh sách của mình vô như thế nào. Mình nhập danh sách của mình vô như thế nào. Ok. Giờ nếu mà bây giờ tôi mà nhập vô bình thường á, nếu mà bạn nhập vô như thế này, đầu tiên tôi sẽ khai báo một cái danh sách L list ha, list này L đúng không? Rồi sau đó tôi khởi tạo cái danh sách này lên, init l đó, các bạn tạo xong các bạn phải khởi tạo nó liền. Đấy. Rồi bây giờ tôi muốn nhập vào thì nhập như thế nào đây? Thì nếu thông thường á, thông thường các bạn nhập mạng á, thì các bạn cho biết là tôi nhập vào bao nhiêu phần tử, ví dụ các bạn sẽ phải cho biết là cái số phần tử của cái mạng của mình đúng không, in n đúng không, rồi sau đó là mình mới print f nhập số phần tử ví dụ vậy, các bạn thường hay biết như thế này ha, nhập số phần tử đúng không, nhập số phần tử rồi sau đó tôi mới tiến hành là tôi đọc cái thằng n này vào ha, xin n rồi tôi mới đọc cái thằng n này vào, rồi sau đó các bạn mới là for in y bằng 0 á, đấy for in y bằng 0 đúng không, rồi y nhỏ hơn n rồi y cộng cộng đấy, rồi sau đó các bạn mới tiến hành là các bạn đọc gì đó đúng không, đọc mãn vô
À, đọc đọc phần tử, từng phần tử vào, mình kêu nhập phần tử thứ nhất rồi ha. Cl à, nhập phần tử ví dụ vậy. Đã mình dùng Rinf không, mình dùng đúng Rinf cũng đi, Rinf ha. À, nhập phần tử đó, nhập phần tử. À, rồi sau đó mình sẽ khai báo biến x gì đó đúng không? In x, in x, in x, đó. Rồi sau đó mình nhập phần tử, đó. Rồi sau đó mình biến cái x này thành thành cái nút, rồi tôi biến cái nút x này thành cái nút, đó. Tôi biến cái x này thành cái nút, gọi là red knot, red knot. À, rồi sau đó tôi mới gọi cái hàm là s hết, s a b l phải phải thì thường thường các bạn sẽ viết như thế này. Tôi x đây rồi nhập phần tử, rồi tôi biến cái x này thành cái nút, tôi biến cái x này cái nút, rồi khi tôi biến cái này, x này thành cái nút rồi tôi muốn ép cái nút này vào l, thì mình có cái hàm s hết nãy mình viết rồi. Đấy. Nhưng mà ở đây á, ở đây nó có cái dở là ở đây mình phải nhập cái số phần tử ban đầu, đúng không? À, bây giờ tôi muốn viết một cái chương trình mà nó, tại vì ở đây thì khi mình nhập số phần tử ban đầu như vậy á, thì nó chưa tận dụng được hữu hiệu cái mảng cái kiểu danh sách của mình. Thì trong kiểu danh sách của mình á, thì mình đâu có giới hạn cái số phần tử đâu, đúng không? Các bạn muốn nhập vô bao nhiêu cũng được hết. Mình muốn nhập vô bao nhiêu cũng được hết. Thì do đó ở đây là mình sẽ, ở đây mình sẽ có một cái cách ha để mà mình một cái cách để mà mình nhập nó gọi là nó gọi là nó cơ động hơn, đúng không? Tôi muốn nhập vô bao nhiêu cũng được, tôi nhập 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 ví dụ nhập 5 7 8 gì tôi muốn nhập 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 tôi muốn nhập bao nhiêu cũng được hết, đó. Nhập đến khi nào mà mệt thì thôi ha. Tôi muốn nhập bao nhiêu phần tử cũng được, nhập ví dụ nhập bấm số 1 nhập vô, bấm số 5 nhập vô, bấm số 8 nhập vô, 15 nhập vô, 22 nhập vô, 33 nhập vô, ví dụ vậy, đúng không? Đấy thì tôi muốn nhập bao nhiêu phần tử cũng được hết, khi nào tôi nhập mệt thì thôi. Thì ở đây thì mệt là khi nào, đây ví dụ như bây giờ tôi muốn nhập nó nhập liên tục, bấm nhập liên tục cho đến khi nhập trừ một thì dừng. Giả sử như vậy đi, ví dụ như bạn thích nhập trừ một thì dừng, nhập số không thì dừng hay gì đó tùy mình, tùy mình quy ước. Mà muốn nhập vô cái gì đó thì mình dừng, thì đây tùy mình quy ước. Ở đây tôi đơn giản nhất là tôi cho nhập đến trừ một thì dừng, với điều kiện là trừ một này không nằm trong danh sách. Trừ một này nó không nằm trong danh sách, đấy, tức là cái danh sách mình không chứa trừ một, thì mình nhập vô trừ một thì nó dừng rồi. Đấy, rồi mình quy ước vậy. Giả sử như danh sách của mình danh sách số không âm hay gì đó không, cho mình quy ước thôi kiểu vậy. Mình cứ nhập liên tục, đó đến nhập trừ một thì dừng. Ok rồi thì mình sẽ nhập như thế nào. Thì khi đó mình sẽ dùng một cái hàm, tức là mình, các bạn thấy đây mình dùng cái gì, mình cứ nhập thôi đúng không? Như vậy mình cái vòng lặp này mình đâu biết bao nhiêu lần đâu, đúng không? Mình sẽ dùng cái vòng lặp while, vòng lặp này mình không biết lặp bao nhiêu lần hết nên mình sẽ dùng vòng lặp while. Đấy. Còn mình biết số lần thì mình dùng vòng lặp for, đúng không? Còn mình không đâu biết số lần đâu, mình dùng vòng lặp while. Đấy. Thì đây mình sẽ dùng là do while, tại vì bắt đầu nó luôn luôn thực hiện, nó luôn luôn thực hiện. Đấy, nên mình dùng do while. Rồi ok, bây giờ mình sẽ khai báo cái danh sách L rồi khởi tạo cái danh sách này lên ha, cũng như bình thường. Sau đó chúng ta khai báo một cái biến ha, một cái biến để cho nó đọc, một cái biến để cho nó đọc. Đấy. Rồi sau đó bây giờ chúng ta do while, do while tức là nó chắc chắn nó luôn luôn vô cái vòng lặp này, chắc chắn nó vô luôn vô cái vòng lặp này do while. Rồi ring, cái vòng lặp này nó sẽ dừng khi nào, đây vô cái vòng lặp do này đúng không? Thì nó sẽ vòng lặp này nó sẽ lặp 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 hoài đến nào mà x bằng trừ một thì nó dừng đúng không? Như vậy nếu mà x khác trừ một thì nó cứ 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 chạy thôi đúng không? Lại rồi thì chúng ta sẽ chạy như thế nào? Đầu tiên chúng ta ring nhập phần tử, nhập phần tử rồi sau đó chúng ta đọc biến x này vào, đọc biến x này vào đúng không? Rồi chúng ta kiểm tra, tại vì đây mình là không có nhập trừ một ha, không có nhập trừ một đây mình quy ước rồi, do cái này mình quy ước thôi, mình không nhập trừ một. Do đó là mình sẽ nếu mà x khác trừ một, x khác trừ một, đây x khác trừ một thì mình mới 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 add hết vào, đúng không? Thì mình mới nó sau b bằng red not, đấy rồi mình add hết b vào l, rồi khi đó nó cứ nhập liên tục này vào, nhập liên tục vào. Đấy. Thì các bạn để ý, khi các bạn nhập vào như thế này ha, thì khi đó là
cái chương trình của mình là nó sẽ được nhập liên tục, là cái gọi là cái vòng lặp của mình á, nó cứ nhập liên tục đến khi nào các bạn nhập trừ một thì nó dừng thôi, gọi là mình nhập nó nằm mỗi tay thì thôi. Đấy. Rồi, đó là mình viết cái hàm là SH, hàm SH đấy. Để khi các bạn viết cái hàm SH rồi thì theo đó các bạn viết cái hàm là hàm duyệt, duyệt danh sách L. Đấy, các bạn viết hàm duyệt. Mình nhập xong rồi mình duyệt thử coi mình nhập đúng hay không. Đấy, thì cái hàm duyệt đó nó sẽ là hàm travel. Mình gọi là hàm duyệt. Đây đây là hàm duyệt. Đấy. Thì cái hàm duyệt này nó đơn giản là gì? Nó chỉ đơn giản là các bạn lấy cái phần tử đầu tiên, phải lấy phần tử đầu tiên ra rồi các bạn xuất ra thôi. Ở đây trong trường hợp này tôi chỉ cần xuất từ đầu đến đuôi thôi, không? Đấy, trong trường hợp này tôi xuất từ đầu đến đuôi. Đấy. Thì bạn thấy nó sao bl.bh ha, ring phần trăm d info b next đấy. Đấy thì tôi duyệt ha, mình duyệt lấy b là phần tử đầu tiên nè, rồi tại phần tử b mình làm gì đó ở đây, mình làm gì ở đây trong trường hợp mình xuất nó ra, không? Rồi sau đó mình gắn tiếp cái phần tử kế tiếp, không? Đấy. Rồi đấy thì đây mình duyệt đến phần tử cuối cùng là sao. Thì khi đó các bạn sẽ viết cái hàm duyệt của chúng ta, các bạn viết cái hàm duyệt đây ha, trong hàm main mình viết cái hàm duyệt là rename các phần tử của danh sách là travel l, ha. Đấy. Nhưng mà các bạn lưu ý là ở đây mình là sao? Mình gọi là mình gọi là gì? Mình nhập vào đầu ha, nhập vào đầu nên khi các bạn mà duyệt á thì nó sẽ xuất ra theo thứ tự ngược lại. Nghĩa là sao? Chẳng hạn như thế này đây. Ví dụ đây ha. Quên rồi. Đây, chẳng hạn như ở đây các bạn nhập theo thứ tự nha, ví dụ tôi nhập vô đây là 3 đúng không, rồi sau đó đây bạn nhập vô tiếp là -4 đúng không, rồi sau đó bạn nhập vô tiếp là 9 đúng không, rồi sau đó bạn nhập vô tiếp đây là 11 đấy, ví dụ như vậy. Bạn nhập vào theo thứ tự như thế này đấy, thì các bạn thấy là do ở đây nè nó cứ chèn vào đầu thôi, nó chèn vào đầu đúng không, nên khi mình duyệt á mình duyệt từ đầu lên, mình duyệt từ đầu rồi thì các bạn thấy là mình nhập vô là 3 trừ 4 9 11 đúng không, nên khi mình duyệt á nhưng mà khi mình duyệt á nó sẽ duyệt theo thứ tự ngược lại là 11 9 trừ 4 3 à, duyệt theo thứ ngược lại. Như vậy các bạn hỏi giờ em muốn xuất nó ra theo thứ tự xuôi thì sao, em muốn xuất nó ra theo thứ tự xuôi thì sao, nếu bạn muốn xuất nó ra theo thứ tự xuôi á thì các bạn phải dùng cái hàm gọi là hàm STEL. STEL không dùng SH được. SH là nó chèn vào đầu thì nó sẽ xuất ngược lại. Còn nếu bạn muốn dùng theo theo đúng thứ tự mình nhập á thì bạn dùng STEL. Thì cái đó nó sẽ là gì? Nếu bạn dùng STEL á, đúng không? Thì khi đó nó sẽ là 3. Tôi quên mất cái số 3, giả sử nha, 3 trừ 4 đúng không, 9 11 đấy. Ví dụ như các bạn dùng cái STEL á ha thì nó sẽ là bạn nhập vô 3 trừ 4 9 11 thì nó cũng sẽ đúng xuất ra theo thứ tự đó. Giờ bạn dùng STEL ở nếu dùng SH thì nó sẽ xuất ra ngược lại, ha, các bạn lưu ý cái chữ này một chút. Rồi khi đó là tôi viết cái hàm travel, hàm travel ở đây. Đấy, ha. Đấy, thì khi đó là các bạn biết được cái hàm này, đấy, hàm travel. Rồi thì bây giờ tôi thử ha, tôi thử là bây giờ tôi thay giờ tôi viết cái hàm travel xong rồi bây giờ tôi thử, tôi nói bữa tôi nói các bạn là mình chỉ cần biết viết được cái hàm travel thôi đúng không, mình chỉ cần biết viết được cái hàm duyệt thôi là mình sẽ viết được những hàm khác. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi viết thử một cái hàm gọi hàm đếm số phần tử đi, đếm số phần tử, ví dụ do nãy mình nhập vào á mình đâu biết mình nhập bao nhiêu phần tử đâu đúng không, mình cứ nhập vào đến nằm mỗi tay thôi, giờ sau đó cuối cùng mình muốn đếm số phần tử chẳng hạn như để mình dùng thao tác tính trung bình cộng hay gì đó ha. Đấy mình đếm số phần tử, ok các bạn coi nè, nó sẽ giống y chang như, như cái mình viết cái hàm duyệt thôi, giống vậy thôi, đương nhiên là không phải là giống hết đúng không. Đấy đây, tôi sẽ copy lại cái hàm treble này lại ha. Rồi sau đó tôi sửa nó lại là thay vì
table đúng không? Tôi gọi là count count member. À, hàm count member. À. Thì các bạn coi nè. Các bạn coi đây nè nha. Giống như trang ha. Rồi, đến chỗ này nè. Đến chỗ này thay vì tôi xuất ra đúng không? À, thay vì ở đây tôi xuất ra thì tôi sẽ có một cái biến đếm đúng không? Tôi tăng lên. À, thay vì tôi xuất cái chỗ này ra nè. À, thay vì ở đây tôi xuất cái chỗ này ra đúng không? Thì tôi sẽ có một biến đếm tôi tăng lên. À, count. À, count. Tăng lên. Đúng không? Tôi có một cái biến đếm, tôi tăng cái biến đếm này lên. Đấy, count tổng cộng. À, tôi tăng cái biến đếm này lên. Rồi, B bằng B next các bạn thấy giống y chang không? Nhưng mà khi mà cái thằng count này tăng lên thì đương nhiên là phải có giá trị ban đầu rồi mới tăng được đúng không? À, do đó đây là tôi là in count. À, in count đúng không? Thì in count ban đầu nó phải giá trị bằng 0. À, thấy chưa? Đấy. Rồi sau đó là cái hàng này giờ tôi muốn trả về số phần tử mà thì tôi phải return, thì count này chính là cái số phần tử đúng không? Return về return về count. À. Nhưng mà return về count hiện nay nó không thể nào void được, đúng không? Đấy thì nó chỉ là in. À, thì các bạn thấy. Đây là mình sử dụng cái hàm count member. Đấy ha. Đấy để các bạn ví dụ như mình viết lại dùng cái hàm travel nãy thôi ha, mình chỉnh lại. Ví dụ mà muốn tính tính tổng, ví dụ như tôi muốn tính tổng thì sao? Ví dụ tôi muốn tính tổng, tôi muốn tính tổng thì sao? Tôi muốn tính tổng thì sao? Ok, tôi muốn tính tổng thì tôi cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ như tổng tổng đúng không? List L. Rồi, sau đó tôi đây tôi viết cái hàm giá trị là sum đi, sum. Đúng không? Rồi, thay vì bây giờ ở đây là count đúng không? Tôi là sum. Sum đúng không? Bằng sum cộng với giá trị của info. À, info. À, b. À, b info. À. Đấy. Sum cộng với b info. Đấy. Rồi sau đó tôi return về sum. À, ha. Đấy. Các bạn thấy ở đây tức là mình chỉ cần viết học được một hàm thôi, chỉ cần nhớ một hàm thôi thì tôi sẽ nhớ được những cái khác. Đó. Đây chính là cái hàm travel. À, đây ha, mình ứng dụng hàm travel để làm những cái động tác khác. Đấy. Rồi ví dụ như các bạn có thể phát triển lên mà như đếm có bao nhiêu số nguyên tố, à, ví dụ như tôi muốn đếm có bao nhiêu số nguyên tố làm sao? À, thì sử dụng lại cái hàm count nãy nè, cái hàm count member nãy đi ha. Đấy, đếm bao nhiêu số nguyên tố này. Ví dụ như RAM count đi ha, đếm số nguyên tố RAM count. Đấy, RAM count. Đấy, thì bây giờ ví dụ count đây không thì tôi ở đây tôi chỉ tăng lên khi nào? À, tăng lên khi B là số nguyên tố, ha. Thì tôi là if, đúng không? À, if B info là số nguyên tố, đúng không? À, là số nguyên tố. À, if B info là số nguyên tố. À, B info là số nguyên tố, đúng không? Thì tôi sẽ thăng cái count này lên. À, thấy chưa? Đếm số nguyên tố, à, nếu B info là số nguyên tố, tôi tăng này lên. Còn cái chỗ này thì mình biết như thế nào? Còn chỗ này mình biết như thế nào thì các bạn phải biết cái hàm kiểm tra số nguyên tố đúng không? Giả sử như tôi có cái hàm kiểm tra số nguyên tố là check RAM, đúng không? Check RAM, à, hàm kiểm tra số nguyên tố thì là B B info, đấy, kiểu như vậy ha. Hàm này trả về một nếu là B là nguyên info là nguyên tố, cái kiểu như vậy ha. Bạn phải tự viết cái chỗ này, bạn phải tự viết chỗ đây. À, đấy, thì đây chính là cái việc mà chúng ta sử dụng cái hàm travel ra để thực hiện những cái thao tác khác, đúng không? Thực ra tương ứng thôi, nó tương tự thôi. Đấy, ở đây thì tôi trong đây thì tôi chỉ giả sử như tôi sẽ sử dụng cái hàm đếm số phần tử thôi, ví dụ đếm số phần tử count member như đây ha. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp một cái hàm kế tiếp là hàm delete head. À, cái hàm delete head. À, cái hàm delete head. Nào, delete, xóa phần tử. Cái thủ tục cuối cùng là thủ tục xóa. À, cái thủ tục cuối cùng là thủ tục xóa. Thì cái thủ tục xóa này thì đây tôi viết cái hàm delete head ha. Là xóa phần tử đầu tiên. Thì đơn giản thôi, các bạn coi đây. À, thì các bạn coi cái hàm delete head thì nó sẽ như thế nào đây. À, delete head. À, các bạn coi cái cách nó viết như thế nào đây. Đấy, rồi bây giờ chúng ta nhắc lại ý tưởng đó. Bây giờ tôi muốn xóa phần tử đầu tiên này đúng không? Thì đầu tiên là tôi phải
cắt được cái mối liên kết của con này đúng không? Đấy, cắt cái mối liên kết của con này với thằng này đi. À, đấy, rồi sau khi cắt mối liên kết xong rồi tôi mới xóa cái thằng này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xét từng trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất, danh sách mình là cái danh sách mà nó khác rỗng ha. Cái danh sách mình nó phải khác rỗng. Cái danh sách mình bằng rỗng thì sao mình xóa được? Đúng không? Cái danh sách mình bằng rỗng thì sao mình xóa? À, giờ đó, danh sách mình nó phải khác rỗng ha. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ gắn B. B là cái head này, à, B là cái B head này. À, gắn B là cái nút B head này. À, B là cái nút B head này. Rồi, sau đó tôi sẽ cắt cái mối liên kết này đi. À, bằng cách tôi chỉ B head này vào trong next của thằng B. Đấy, à, tức là tôi sẽ cắt cái mối liên kết này đi. À, ha. Đó, tôi cắt cái mối liên kết này đi. Rồi, sau đó tôi chỉ cái B head này vào B. À, vào next của thằng B. À, BH này vào next của thằng B, chính xác là BH này vào next của thằng B. Ha, à, đấy, như vậy đây chúng ta sẽ có là not sao B bằng L.BH đúng không? Đấy, B bằng cái đầu của mình. Rồi sau đó mình gán là L.BH bằng next của B. Ha, à, tức là mình có cái bước này. Sau khi mình gắn cái bước này vào rồi, vào đây rồi đúng không? Thì khi đó mình sẽ làm gì? Nếu bây giờ cái L.BH này nó bằng null. À, nếu mà L.BH này nó bằng null á, à, tức là cái mảng của mình nó chỉ một phần tử thôi á, à, cái mảng của mình chỉ có một phần tử thôi á. Đây các bạn coi cái trường hợp này nè, à, cái trường hợp của mảng của mình nó chỉ có một phần tử thôi, à, là như thế này đây, à, cái mảng của mình nó chỉ có một phần tử thôi, à, thì khi đó là cái BH của mình nó, tôi phóng to lên, à, khi đó cái BH của mình là nó BH BT của mình nó cũng đều chỉ vào hàng này hết ha, BH đúng không, BT chỉ vào hàng này hả? À, đấy. Ở trong trường hợp mà mảng mình nó chỉ một phần tử thôi. À, khi đó BH BT cùng chỉ vào đây, đúng không? Thì khi đó đầu tiên mình gắn B bằng này, à, mình gắn B bằng này, à, mình gắn B bằng này. Rồi gắn B bằng này. Rồi sau đó mình gắn BH chỉ vào next của B, à, BH chỉ vào next của B thì tức là thí dụ tầng B này nó đang chỉ vào null đúng không? B này đang chỉ vào null, đúng không? Đấy. À, thằng B này đang chỉ vào null. À ha. Đấy. Thì bây giờ nếu mà BH gắn vào null á ha, gắn vào next của con B thì nó BH này chỉ vào null nè, đúng không? Đấy, thì nó BH này chỉ vào null. À ha. Đấy ha. Thì BH nó chỉ vào null. À, mình cắt cái liên kết này đi, mình cắt cái liên kết này đi, BH này chỉ vào null. Đó. Đấy. À, thì ở đây nó mới kiểm tra là nếu mà L.BH bằng null, à, L.BH bằng null thì khi đó cái thằng BTEL này nè, thằng BTEL này khi mình xóa cái thằng B này rồi BTEL này đâu chỉ vào B nữa, đúng không? Thì khi đó BTEL này nó cũng chỉ vào null, do đó mình trước khi mình xóa cái thằng B này thì mình chỉnh cái thằng BT này cho nó chỉ vào null. À, mình chỉnh lại cho thằng BT này nó chỉ BTEL này nó chỉ vào null. À, nó cũng chỉ vào null luôn. À, ha. Bây giờ đấy, tại sao đây mình có cái dòng lệnh L.BT bằng null. À, gán bằng null là như vậy. Ha. Rồi mình delete B. Còn trong trường hợp mà thằng của mình mà nó có nhiều phần tử hơn, nó có nhiều hơn hai phần tử thì thằng này gắn đây BT nó vẫn chỉ vào đây thôi, đâu ảnh hưởng gì đâu. Ha. Đấy, do đó là nó trong trường hợp là nó có nhiều hơn một phần tử thì mình không cần phải xử lý thằng này. À, rồi sau đó mình mới tiến hành mình delete B. Ha. Sau mình cắt liên kết là mình delete B. À, thì các bạn delete B xong thì khi đó cái phải cái mảng mình bắt đầu từ đây không? Đấy, thì nó mất cái hàng danh được B này rồi. Ha. Đấy, thì đó là tại sao đây mình có cái hàng này. Đấy. Rồi. Ở đây ví dụ như tôi tiến hành tôi xóa ha. Tôi xóa cái L. Tôi xóa cái L này thì khi đó tôi xuất cái phần tử này ra thì tôi travel nó lại. À, thì các bạn thấy nó sẽ xóa mất cái phần tử đầu tiên. Ví dụ như nãy mình là ví dụ như nãy bây giờ của mình ban đầu nó là ở đây nó là 11 đi ha. 11 đúng không? À, 9 trừ 4. À, 9 trừ 4 3 đúng không? Đấy. Thì nãy có phải mình xuất ra là 11 9 trừ 4 3 đúng không? Mình xóa này đi thì nó sẽ còn ra là 9 trừ 4 3 thôi. Đây. Thì đây chính là cái hàm cái việc mà mình cài đặt cái danh sách liên kết ở đây. À,
Rồi thì đây chính là cái việc cái gọi là cái cài đặt cơ bản của danh sách liên kết đấy ha, danh sách liên kết của Sơn Nguyên. Bây giờ thí dụ như bây giờ tôi muốn Excel vô nữa thì sao? Các bạn phải viết cái hàm hàm Excel ở đây. Các bạn phải viết cái hàm Excel này vào đây. Thì cái hàm này thì các bạn tự viết nha. Hãy rồi viết tự viết cái hàm này. Cái hàm này các bạn tự viết by yourself ha, tự viết. Viết trước ở đây rồi, rồi tự viết cái hàm này ở đây. Rồi mình có delete head rồi mình có delete tail nữa đúng không, thì các bạn cũng tự viết cái hàm delete tail trong sách có ha, trong bài tập mình có tôi thì mấy chỗ đỏ đỏ này thì các bạn tự viết nha. Mấy chỗ đỏ đỏ này các bạn tự viết. Thì đây chính là cái phần cơ bản trong cái danh sách liên kết đấy. Rồi thì các bạn về các bạn cài đặt cái thằng này cho tôi ha. Lát hồi các bạn cài đặt cho tôi cái thằng này cho nó chạy ha. Rồi sau đó các bạn làm cái bài tập, thì không biết hôm trước tôi có cho các bạn cái bài tập này chưa ta, nhưng bữa tôi biết tôi cho các bạn làm cái bài tập này chưa ta, hình như cho rồi, tôi cho các bạn làm bài tập này rồi ha. Đấy, bài tập 2 danh sách liên kết đây. Đây tôi cho các bạn rồi, thì các bạn về các bạn làm cái bài tập này ha. Đấy, đây các bạn về các bạn làm bài tập ha, nhớ nhớ làm bài nha, nghe chưa. Về nhớ làm bài, thì thực hành thì cũng chính là bài tập này thôi nên tôi không có đưa cái bài tập này lên. Rồi rồi ok ha, thì hôm nay cái nội dung mình thực hành hôm nay đến đây là hết rồi. Ok, rồi chương trình của mình của hôm nay mình đến đây là hết ha. Đấy, hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Đấy.